Văn hóa thằng nó. Người viết phải minh định ngay. Hai chữ văn hóa được dùng ở đây thật gượng gạo, trái ý nghịch lòng. Vì ý nghĩa của câu chuyện văn hóa thằng nó chẳng có chút gì được gọi là văn hóa. Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm nay trên chuyến xe điện ở Paris. Hôm ấy tôi ngồi đối diện với ba chị Việt Nam, tuổi đời khoảng 30-40. Cả ba đều ngồi, và đứng trước họ là một nhóm người Ấn Độ. Vì ngồi đối diện nên tôi nghe được những đối thoại khá lớn tiếng của các cô xoay quanh mấy người Ấn Độ chen chúc trước mặt. Mấy thằng đen này hôi quá. Một cô khai hỏa. Hai cô bên cạnh được dịp xối xả tiếp sức bằng những lời rất ngạo mạn khinh bỉ và làm tổn thương những người da màu trước mặt, mà có lẽ đã làm các cô khó chịu bực bội vì chật chội và trời mùa hè lại oi bức nóng nực. Đại loại các cô gọi họ bằng thằng, bằng nó và nặng lời xúc phạm màu da chủng tộc. Bất ngờ, một thanh niên vạm vỡ trong nhóm Ấn Độ sấn tới, giận dữ, chỉ vào mặt các cô và bằng tiếng Việt, hét lớn, làm mọi người trong toa xe hoảng hốt. Vì lúc này ai cũng phập phồng lo sợ bị khủng bố ở các nơi công cộng đông người. Tôi mời các cô xuống xe nói chuyện với chúng tôi. Thế là khi cửa xe vừa mở ở trạm ngừng công cộng, cả đám người Ấn Độ ép ba cô phải xuống xe với họ. Không nói thì quý bạn cũng mường tượng được chuyện gì đã xảy ra khi cả đám người Ấn Độ da đen nói và hiểu tiếng Việt, vì trước đây họ có ở Việt Nam, đã bao vây hạch hỏi ba người con gái da vàng nhà mình. Rất may là tôi đã có mặt, nhưng người giao hòa xin lỗi thay cho các cô, nhân danh tình đồng bào, đồng hương. Tội nghiệp ba cô hôm ấy ngượng ngùng thì ít nhưng sợ hãi thì nhiều. Vì lầm những người Ấn Độ trước đây ở Việt Nam là người châu Phi, nên đã gọi họ bằng thằng, bằng nó, để suýt nữa bị phiền phức rắc rối to. Câu chuyện xảy ra làm tôi ngẫm nghĩ nhiều đến thói quen của chính mình mỗi khi ngồi đấu láo với bạn bè. Cái thói quen gọi người ta bằng thằng, bằng nó, mà rất ít gọi người vắng mặt được nói đến bằng ông, bằng bà, bằng cô ấy, anh ta. Như mấy cô học trò có chồng Tây mỗi lần điện thoại, thì chẳng cô nào gọi chồng mình bằng anh ấy hay chồng em, chồng con, nhưng đều gọi chồng bằng nó, bằng thằng, khi tôi hỏi thăm về chồng con họ. Cái văn hóa thằng nó ấy xem ra đã ăn sâu trong máu thịt nhiều người Việt. Đến đối người ngoại quốc nào khi được nói tới trong câu chuyện, cũng được gọi bằng thằng, bằng con, như thằng Tây, con Mỹ, thằng Nhật, con Bỉ, thằng Hòa Lan, con Đan Mạch. Có khi còn bị bôi bác châm biếm gọi là thằng Chệt, con Sẩm, thằng Mẽo, con Đầm, thằng Miên, con Mỏi. Mà tuyệt nhiên không gọi bằng những danh xưng bình thường tử tế như ông Nga, bà Ý, anh Thái Lan, cô Lào. Cái văn hóa thằng nó ấy cũng không tha chính đồng bào mình. Bằng chứng là trong câu chuyện hàng ngày ngoài đường phố, người ta quen tai với những thằng bộ trưởng, thằng giám đốc, con cán bộ, con thư ký, mà ít được nghe ông bộ trưởng, ông giám đốc, cô cán bộ, cô thư ký. Làm như ngôn ngữ khinh miệt là ngôn ngữ dễ sử dụng và ăn khách hơn cả ở quê nhà. Viết đến đây tôi lại thấy buồn. Khi nhớ lại lời người thanh niên Ấn Độ hôm ấy, bằng tiếng Pháp anh ta nói, tôi không thể ngờ người Việt Nam các anh mà tôi rất kính phục, vì tinh thần kiên cường, anh dũng trong các cuộc chiến tranh vĩ đại, lại có những người tầm thường như mấy cô đây. Tận thâm tâm tôi không nghĩ gì về ba chị, mà chỉ suy nghĩ từ đâu và tại sao chúng ta mắc phải cái văn hóa không ra làm sao này, để bị người ta cho là tầm thường, nếu không muốn nói là không tử tế. Không lẽ chúng ta có gen kiêu căng, hãnh tiến đến độ coi các dân tộc khác đều là man di, mọi rợ? Không lẽ chúng ta có máu cao ngạo đến độ khinh miệt hết mọi người? Và bất cứ ai dưới mắt chúng ta, may lắm cũng chỉ được là thằng cha con nhỏ, mà không được là ông bà, anh chị, cậu ta, cô ấy.
Không lẽ chúng ta ăn phải bà kỳ thị nặng đến độ không còn đủ lòng kính trọng để gọi người khác một cách có văn hóa nhân văn? Không lẽ chúng ta bị đầu độc tinh thần hiếu chiến bạo lực đến độ nói về bất cứ người nào cũng phải bắt đầu bằng chà đạp họ, bằng những đại danh từ thằng con nó rất tồi tệ và trầm trọng tổn thương? Quả thực, nếu chúng ta không có can đảm nhìn lại mình với những thiếu sót không nhỏ như nếp sống văn hóa thằng nó rất tai hại, thì bao giờ chúng ta mới là một dân tộc lớn thực sự, văn minh thực sự, đạo đức thực sự, mà nền tảng căn bản phải có ở bất cứ đâu và thời nào, với bất cứ sắc dân chủng tộc nào, luôn là lòng tôn trọng người khác phát xuất từ nhân ái và lòng khiêm tốn phát sinh từ tình huynh đệ. Người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu, đều có chung một Chúa là Cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nước trời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Người thời trước, người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hầm hòa vào đời những thiện ý thiên tâm, trở nên muối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Người nhóm này, người nhóm kia, người Do Thái, người Hy Lạp, người từ hướng Đông, người từ hướng Tây, người dù da trắng hay da màu, đều có chung một Chúa là Cha. Chúng ta cùng sống tình anh em, cùng được chia san hạnh phúc nương trời. Trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau. Trước người thời sau, người trí thức, người bình dân, người sống đời tu, người sống đời thừa, người dù là nữ hay là nam, đều được gọi mời sống chứng nhân tình yêu, hầm hòa vào đời những điển ý thiên tâm, trở nên muối men, trở nên ánh sáng, giúp nhau nhận ra tình Chúa trong tình người. Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Tạ ơn Chúa đã cho ban niềm tin giao hòa đất với trời. Tạ ơn Chúa đã cho ban tình yêu kết hiệp người với người. Chúa đã cho bạn niềm tin.